Kỳ vọng và phương sai của phân phối nhị thức. Có phân phối nhị thức rồi, tôi đã biết rồi đúng không? X tương ứng với nó là CNX nhân với P mũ X nhân với 1 trừ P mũ N trừ X đúng không? Thì tôi sẽ tính được kỳ vọng, tức là trung bình đấy. Tôi sẽ tính được phương sai. Đấy là điều đương nhiên chứ có gì đâu. Đây là định lý này. Còn không thì vào bài các bạn cứ tính trực tiếp như bình thường là XFX cho tôi nha. Đây. Nguy của tôi sẽ bằng N nhân P. N đề bài cho rồi. Bắn 3 viên đạn thì N bằng 3. Đúng không? Làm 10 câu kiểm tra thì N bằng 10. Còn P đề bài cũng cho rồi. P là xác suất thành công. Ấy. Ví dụ như bắn trúng hôm nọ là 0,6. Ấy, đúng chưa? Làm chọn đúng một câu trắc nghiệm là 1/4. Về thử ngồi tính xem thay cái fx của mình bằng cnx kìa, nhân với x vào xong rồi ngồi cộng chúng lại với nhau xem có đúng nó bằng như thế không, được chưa? Sigma bình thì sẽ bằng n nhân p nhân với q. N nhân p nhân với q. Phân phối nhị thức này các bạn học dưới phổ thông rồi đúng không? Ở đây ta sẽ học phân phối của một anh của rời rạc và một anh của liên tục. Cái anh rời rạc này trước còn cái phân phối siêu bội nữa. Siêu bội chính là cái CNX ấy. Rồi CMY trên ấy. C của cái gì đấy. Cái bài đấy là các bạn rất là quen rồi. Chỉ có điều sau này siêu bội các bạn sẽ học những cái cỡ mẫu nó rất là to. Các bạn không áp dụng siêu bội, các bạn vẫn cứ làm được bình thường. Giống như anh nhị thức này cũng thế đây. Từ trước đến giờ mình không hề học nhị thức đúng không? Nhưng mình vẫn có thể làm được xác suất một cách rất là thông thường. Bây giờ có phân phối nhị thức rồi, thì mình chỉ cần kiểm tra xem nó có thỏa mãn nhị thức không, đúng không? Tức là có đúng là một cái biến cố đấy, một cái phép thử đấy chỉ có hai trường hợp xảy ra không này. Các phép toán đấy có độc lập với nhau không này. Nếu kiểm tra đúng đủ thì mình bảo rằng là à, nó thỏa mãn cái phép thử Bernoulli. Cho nên tôi áp dụng công thức nhị thức thì nó sẽ nhanh hơn. Là trước anh làm bài anh cứ phải ngồi liệt kê, xong lại còn phải nhớ cái chuyện lần lượt rồi anh nhân nó vào. Đúng chưa? Tức là có công cụ thì mình làm nó sẽ nhanh hơn. Còn không thì mình vẫn làm được, chứ không phải là mình không làm được. Và tôi cũng nhắc lại là đề thi bao giờ cũng ra dưới cái dạng mà cái N này này. Đảm bảo nhỏ để bạn làm được cả hai cách. Nhưng bạn lại yên tâm, bạn lại bảo thế này, nhỡ N nó ra đến tận 100 hoặc là 1000 thì em làm thế nào, em ngồi liệt kê làm sao được. Không, để chỉ cho những cái bài mà bạn có thể áp dụng được cả hai cách. Tức là bạn áp dụng cách kia cũng được, bạn áp dụng cách này cũng xong, đúng không? Không có vấn đề gì cả. Xét một ví dụ nào. Ví dụ này. Xác suất để một bệnh nhân sống sót sau khi mắc một loại bệnh hiếm về máu là 0,4. Xác suất sống là 0,4. Biết rằng đã có 15 người mắc bệnh này, tìm xác suất để có đúng 5 người sống, có ít nhất 10 người sống sót. Xác suất để một bệnh nhân sống sót sau khi mắc các loại bệnh hiếm về máu là 0,4. Vậy cái anh 0,4 ở đây đóng vai trò là cái gì trong công thức này? Được chưa? Biết rằng có 15 người mắc loại bệnh này. Vậy 15 này sẽ là gì này? Xác định những cái giá trị đấy cho nó rõ ràng ra. 0,4 là gì các bạn? 0,4 nó chính là cái gì của mình đấy? Chính là P, đúng rồi. 15 ở đây là gì? Chính là N, đúng rồi. Đúng chưa? Tìm xác suất để có đúng 5 người sống sót. Vậy chỗ này cái X của tôi sẽ bằng bao nhiêu? Chỗ này sẽ chính là gì? P của gì đây? X bằng gì? 5, đúng không? Có đúng 5 người sống sót, tức là có đúng 5 thôi.
Vậy là mình có công thức chưa? Đây là phân phối nhị thức nha. Đúng không? Chỉ có sống mới chết thôi mà. Đúng không? Không sống thì chết, mà không chết thì sống này. Vậy áp dụng đúng công thức vào, cái này sẽ bằng gì? 15 này. C này. Của gì đây? C5 này. Đúng chưa? P tức là 0,4 mũ gì đây? Này nhân vào này. 0,4 mũ gì? Mũ 5. Nhân cho với 0, gì đây? 0,6 mũ bao nhiêu đây? Mũ bao nhiêu nhỉ các bạn? Mũ 10 đúng không? Đấy, tức là mình không phải ngồi liệt kê nữa. Trước là mình phải ngồi liệt kê. Có đúng 5 người sống sót trong 5 người này, mình phải đi ngồi liệt kê là 5 người đầu này, xong rồi lại liệt kê người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, vân vân đấy. Thì nó sẽ rất là lâu, đúng chưa? Bây giờ mình có công thức rồi thì mình lắp trực tiếp nó vào. CNX này, P mũ X này, Q mũ 1 chữ X này, đúng chưa? Đấy, đến anh này, có ít nhất 10 người sống sót. Ít nhất 10 người sống sót có nghĩa là gì? À, người ta để 10, 11, 12, 13, 14, 10 gì đấy, 15, đúng chưa? Tức là cái chỗ này của mình sẽ là P. Bởi vì đến đây sau khi mình học phân phối xác suất xong rồi, mình mới đi xét các phân phối, quay trở lại mình xét các cái phân phối xác suất của những cái hàm đặc biệt, đúng không? Đặc biệt thì đấy là phân phối nhị thức. Của hàm liên tục thì có một cái phân phối gọi là phân phối chuẩn là mình sẽ học và mình sẽ dùng liên tục, vì cái phân phối chuẩn đấy là nó ứng dụng rất là nhiều trong thực tế. Phân phối chuẩn đấy thì để buổi sau học tôi sẽ gửi cho các bạn cái bảng tra. Buổi sau là mình cũng sẽ hướng dẫn sử dụng bảng tra, và các bạn nhớ là mình sẽ có hai cách tra nhá. Một là tra xuôi, hai là tra ngược. Và sau này cái tra ngược là cái mình dùng thường xuyên ở những bài kiểm định hoặc ước lượng. Cái tra xuôi ấy là chỉ áp dụng trong cái bài phân phối chuẩn thôi, chứ còn sau này vào làm ước lượng với kiểm định đa phần là tra ngược. Cho nên buổi sau cái chỗ mà hướng dẫn tra là phải nghe cho nó kỹ nhá. Không nghe kỹ xong rồi đến lúc cuối cùng chịu chết không biết tra như thế nào, xong rồi tra ra các cái số linh tinh hết cả lên. Được chưa? Cho nên lưu ý ở chỗ đấy. Tức là mình sẽ có cái tra xuôi này, mình sẽ có cái tra ngược, và cái tra ngược là cái mình hay dùng hơn. Thôi ta nghỉ đi, buổi sau thì ta sẽ học tiếp. Buổi sau sẽ học về phân phối chuẩn. Không, cái bảng này làm sao giống bảng hóa học được. Nó là một cái bảng toàn số là số thôi. Tôi đi tìm thì tôi gửi luôn. Nói không gửi, à nói gửi xong không gửi là lại quên. Thôi chào các bạn nha.